Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ông Trump gây chấn động khi chỉ trích Tổng thống Zelensky giữa lòng khủng hoảng Ukraine. Ông Trump đã không ngần ngại chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tố cáo ông từ chối thỏa hiệp với Nga trong bối cảnh xung đột đang diễn ra căng thẳng. Tại một cuộc vận động tranh cử ở North Carolina ngày 25 tháng 9, ông phát biểu Tổng thống Ukraine đang ở đất nước chúng ta và đang có những lời lẽ khó chịu dành cho tôi vì Tổng thống mà các bạn yêu mến. Ông Trump nhấn mạnh sự tàn phá mà Ukraine đang phải gánh chịu, những thành phố đang biến mất. Chúng ta vẫn tiếp tục đổ hàng tỷ đô la vào tay một người không chịu thỏa thuận, ông Zelensky. Đất nước của ông ấy đang bị hủy hoại và sẽ không thể phục hồi được. Đây có thể coi là những chỉ trích sắc bén nhất của ông Trump về cách xử lý cuộc xung đột của Tổng thống Zelensky. Một ngày trước đó, ông Trump đã tuyên bố rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ chấm dứt sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine, đồng thời cáo buộc ông Zelensky muốn đảng Dân Chủ chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất trên trái đất. Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Zelensky đang thăm New York để tham gia cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mặc dù ông Trump đã bày tỏ khả năng gặp gỡ ông Zelensky, nhưng theo thông tin từ Reuters, kế hoạch này có thể bị hủy bỏ, đặc biệt sau khi ông Zelensky thăm một nhà máy sản xuất đạn dược ở Pennsylvania cùng với thống đốc đảng Dân Chủ Josh Shapiro, một động thái không được lòng chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thậm chí, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã gửi thư yêu cầu cách chức đại sứ Ukraine tại Mỹ vì đã tổ chức chuyến đi này. Nhiều đồng minh cũng hối thúc ông Trump nên tránh gặp gỡ lãnh đạo nước ngoài trong giai đoạn nước rút của cuộc bầu cử, tập trung vào chiến dịch của mình thay vì những cuộc gặp không cần thiết. Ông Trump đã từng tuyên bố rằng có thể kết thúc cuộc xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu trở lại Nhà Trắng, buộc Moscow và Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, ông Zelensky lại tỏ ra hoài nghi về lời hứa này và khẳng định rằng ông sẽ không nhượng bộ để đạt được hòa bình. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden dường như vẫn nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong những tháng cuối nhiệm kỳ, với dự kiến công bố gói viện trợ mới trị giá hơn 8 tỷ đô la cho Kiev trong chuyến thăm Nhà Trắng của ông Zelensky. Tình hình chính trị đang trở nên càng phức tạp và kịch tính hơn bao giờ hết. Tổng thống Zelensky khẳng định với Liên Hiệp Quốc, Nga phải bị ép buộc vào hòa bình. Trong một phát biểu mạnh mẽ trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẳng định rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không thể đơn thuần được giải quyết qua đàm phán. Thay vào đó, ông nhấn mạnh cần phải áp đặt sức ép lên Moscow để buộc họ phải chấm dứt cuộc xung đột đã bắt đầu từ tháng 2 năm 2022. Ông Zelensky đã kêu gọi sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo phương Tây cho kế hoạch chiến thắng nhằm kết thúc cuộc chiến tàn khốc này. Ông chỉ ra rằng chiến tranh sẽ không chấm dứt vì ai đó mệt mỏi hay thông qua các cuộc thương thuyết với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc chiến này không thể được xoa dịu bằng đàm phán, cần phải hành động, ông nhấn mạnh. Ông cũng chỉ trích ông Putin đã phá vỡ nhiều chuẩn mực quốc tế và khẳng định rằng Nga chỉ có thể bị buộc phải hòa bình, đồng thời nhắm đến Bắc Triều Tiên và Iran vì đã cung cấp vũ khí cho Moscow, gọi họ là những kẻ đồng lõa. Trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tương lai bất định, sự thay đổi trong chính sách của Washington có thể xảy ra nếu cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Hiện tại, Nga kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, và ông Zelensky tin rằng sự ủng hộ của phương Tây sẽ giúp tạo ra tác động tâm lý buộc ông Putin phải chấm dứt chiến tranh. Dù chưa tiết lộ nhiều về kế hoạch chiến thắng, ông cho biết nó sẽ là cầu nối cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Kiev dự định tổ chức. Trong khi đó, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia đã chỉ trích sự hiện diện của ông Zelensky, cho rằng các nước phương Tây đang cố gắng làm rối ren tình hình. Cuộc họp cũng chứng kiến sự đối đầu giữa các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích Bắc Kinh vì hỗ trợ Nga, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bác bỏ các cáo buộc và khẳng định rằng Trung Quốc không phải là thủ phạm trong cuộc xung đột này, theo nguồn tin từ Reuters.
ông Putin có phát ngôn đáng chú ý về vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga nên cập nhật học thuyết hạt nhân theo hướng mở rộng các tình huống có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân từ Moscow. Ngày 25 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga nên cập nhật học thuyết hạt nhân để xác định rõ ràng các tình huống có thể thúc đẩy Moscow tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, theo đài RT. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga, ông Putin đề xuất mở rộng danh sách các mối đe dọa có thể kích hoạt phản ứng hạt nhân của Nga. Học thuyết hạt nhân hiện tại quy định Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân hoặc trường hợp nước này phải đối mặt mối đe dọa hiện hữu từ chiến tranh thông thường. Hành động xâm lược chống lại Nga từ bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ nên được coi là cuộc tấn công chung của cả hai, ông Putin nói. Ông Putin nói thêm rằng Moscow cũng sẽ cân nhắc sử dụng phản ứng hạt nhân nếu có thông tin đáng tin cậy về một cuộc không kích lớn do một quốc gia thực hiện nhắm vào lãnh thổ Nga hoặc đồng minh thân cận nhất của Nga là Belarus. Theo ông Putin, vũ khí được đối phương sử dụng trong cuộc tấn công như vậy có thể là tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay chiến lược, máy bay không người lái, UAV. Chúng tôi có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân trong trường hợp có hành động xâm lược chống lại Nga và Belarus. Vũ khí hạt nhân của Nga có thể được sử dụng nếu kẻ thù gây ra mối đe dọa nghiêm trọng bằng vũ khí thông thường, nhà lãnh đạo Nga giải thích. Ông Putin không nói rõ khi nào những thay đổi đối với học thuyết hạt nhân của Nga sẽ có hiệu lực. Các quan chức cấp cao của Nga, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov và người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, đã nói về những thay đổi tiềm năng đối với học thuyết hạt nhân của Nga trong những tháng gần đây. Vào cuối tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết việc thay đổi đang được xem xét. Theo RT, ông Putin trước nay thường thể hiện lập trường khá dè dặt về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hồi tháng 6, ông Putin bày tỏ hy vọng rằng sẽ không bao giờ xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân giữa Nga và phương Tây. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, khi đó, ông Putin lưu ý Moscow chỉ coi vũ khí hạt nhân là lựa chọn cuối cùng. Ông Putin, Nga tăng sản xuất UAV gấp 10 lần năm ngoái. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội Nga dự kiến sẽ tiếp nhận lượng lớn UAV trong năm nay, tăng gấp 10 lần so với năm 2023. Trong cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp Quân sự Nga về việc phát triển các hệ thống máy bay không người lái UAV diễn ra ngày 19 tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng quân đội nước này dự kiến sẽ tiếp nhận lượng lớn UAV trong năm nay, tăng gấp 10 lần so với năm 2023. Theo đài RT, ông Putin nói rằng vào năm 2023, lực lượng vũ trang Nga đã tiếp nhận gần 140.000 UAV các loại và tốc độ sản xuất của chúng kể từ đó đã tăng lên đáng kể. Năm nay, sản lượng UAV dự kiến sẽ tăng gấp nhiều lần, hay chính xác hơn là gần 10 lần, Tổng thống Putin nói. Tổng thống Putin cho biết phạm vi hoạt động của các hệ thống không người lái đang được mở rộng và xuồng không người lái cũng đang được phát triển. Nhiệm vụ chính là sản xuất nhiều loại UAV và thiết lập sản xuất hàng loạt công nghệ đầy hứa hẹn như vậy, càng nhanh càng tốt, ông Putin nói. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga, gồm tăng sản lượng UAV cũng như nâng cấp các đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật của UAV, bao gồm tích hợp các yếu tố trí tuệ nhân tạo vào vũ khí này. Cùng với sự phát triển của UAV, chúng ta cần tìm kiếm các loại vũ khí tác chiến điện tử cũng như các vũ khí thông thường mới. Điều này sẽ giúp bảo vệ tốt hơn các thiết bị quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở cực kỳ quan trọng của Nga, Tổng thống Putin tiếp tục. Ông Putin cho biết, việc thiết kế, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt UAV sẽ được thực hiện tại các trung tâm khoa học và sản xuất đặc biệt ở Nga. Trong đó có 48 trung tâm dự kiến sẽ được thành lập trên khắp cả nước vào năm 2030. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.